Chào mừng các bạn quay trở lại với Hello Shop Channel. Mình là Phúc. Và như các bạn biết thì vừa qua Sony vừa công bố thông tin cụ thể hơn về chiếc máy chơi game đình đám Ryzen 5 của mình, khiến cho cộng đồng game thủ phải điên đảo. Thì đương nhiên ông lớn Microsoft dễ gì mà ngồi yên, đúng không nào? Và sau đây chính là những thông tin chi tiết hơn về chiếc máy Xbox Series S, đối thủ đáng gờm của PlayStation 5. Đầu tiên chúng ta phải nhắc đến những thay đổi về phần cứng. Thì nhắc đến phần cứng, ai cũng sẽ nghĩ ngay đến mainboard. Và mainboard đối với chiếc Xbox Series S này sẽ được trang bị dual mainboard, nghĩa là hai mainboard hoạt động song song cùng lúc. Thì bạn thấy hai lúc nào cũng tốt hơn một, đúng không nào? Mình cũng không cần phải nói quá nhiều vấn đề này nữa. Tiếp theo chúng ta phải nhắc đến chính là CPU. Và chiếc Xbox Series S này được trang bị con CPU AMD Zen 2 8 x 3.6GHz và hoàn toàn có thể overclock lên tới tận 3.8GHz lận. Khi hệ thống cần xử lý đa luồng thì ngay lập tức hệ thống có tự động giảm từ 3.8GHz xuống còn 3.6GHz. Tuy nhiên thì ai cũng sẽ hài lòng với con chip 8 nhân siêu mạnh này, khi mà nó mạnh gấp 4 lần so với thế hệ trước là chiếc Xbox One đấy. Và trên tất cả là khả năng xử lý đồ họa vô cùng mạnh mẽ, nó mạnh gấp đôi so với chiếc máy Xbox One X và mạnh gấp 8 lần với chiếc máy Xbox One. Và đó là nhờ lợi thế về công nghệ kiến trúc RDNA 2.0 mới toanh của AMD mà còn chưa từng được xuất hiện trên PC, đã được Microsoft nhanh chóng khai thác và thiết kế lại dành riêng cho Xbox Series S. Điều đó có nghĩa Series S này không chỉ có mỗi công nghệ ray tracing đình đám mà nó còn có những công nghệ về phần cứng chuyên biệt và có cả cái engine về âm thanh được tích hợp trên con chip nữa. Nhưng riêng con GPU nó cũng đã là quá khủng rồi, với 52 core unit và xung nhịp của nó lên đến 1825 MHz và luôn có thể chạy trong tình trạng ép xung cao, cung cấp cho card đó là 16GB DDR6 và phân chia cho 10 con chip nằm xung quanh CPU và được phân vùng RAM cụ thể cho từng tác vụ, như là 10GB RAM tốc độ cao dành riêng cho việc xử lý đồ họa cho game, 3.5GB RAM dành riêng cho việc xử lý audio và các tác vụ khác, và 2.5GB RAM còn lại dành cho hệ điều hành và các app giúp cho Xbox Series X xử lý tác vụ nhanh hơn rất là nhiều. Chúng ta đã có CPU mạnh hơn gấp 4 lần, GPU mạnh hơn gấp 8 lần so với thế hệ cũ. Thì để hoàn chỉnh cỗ máy chơi game của mình, Microsoft trang bị cho Series X 1TB SSD với cổng kết nối PCI Express 4.0, tăng tốc độ đọc chép lên đến 2.3GB mỗi giây, giúp cho bạn save game, load game cũng như truy cập dữ liệu nhanh hơn rất rất nhiều so với thế hệ cũ. Năm 2020 mà, nhất kỷ lý nhiệt tốc độ chứ hả? Nếu bạn cảm thấy 1TB SSD là không đủ với mình thì Microsoft cũng đã nghĩ sẵn vấn đề này rồi và chuẩn bị sẵn cho bạn một khe cắm card và một cái card 1TB SSD rồi. Và nó nhỏ gọn y chang như cái thẻ sale game của PlayStation 2 ngày xưa vậy đó. Nhưng mà nó nhanh chả khác gì cái SSD mà Microsoft trang bị cho Series X đâu. Đương nhiên cấu hình khủng như vậy nó cũng cần bộ nguồn khủng không kém. Thì Series X được trang bị bộ nguồn công suất thực lên đến 300W với quạt tản nhiệt riêng. Đồng thời toàn bộ hệ thống được thiết kế một khối rất là gọn và tinh tế để mà chiếc quạt 13cm duy nhất thực hiện tác vụ tản nhiệt cho toàn bộ hệ thống. Nghe có vẻ hơi bất khả thi đúng không nào? Nhưng bạn nhìn thấy thì chiếc quạt này được thiết kế rất phức tạp, từ cánh quạt cho đến đường dẫn khí phía trên, và có cả khe phát khí riêng phòng khi bạn có lỡ để đồ gì trên mặt phát khí của máy thì hệ thống mới được tản nhiệt tốt nhất. Và cuối cùng, sự thay đổi các bạn cần phải quan tâm đến đó chính là sự thay đổi về tay cầm. Thì tay cầm của Series này có kết cấu khá là giống đối với tay cầm của Xbox One, với phần hand grip phía dưới thì hầu như vẫn như cũ, chỉ có phần phía trên nó được thiết kế lại cho nó gọn hơn rất nhiều, giúp cho những bạn tay nhỏ có thể thao tác dễ dàng hơn cái phím LR cũng như là phím còi phía trên. Và ngoài ra phần thay đổi tiếp theo đó chính là về D-pad. Phần D-pad đã được thiết kế lại với diện mạo hoàn toàn mới và cảm giác bấm vô cùng licky, rất là đàn hồi và rất là sướng. Microsoft đã bổ sung hai nút share ngay phía trên tay cầm và đồng thời thay đổi cổng kết nối hành USB Type-C, giúp cho chiếc tay cầm dễ dàng tương thích hơn với thiết bị hiện tại. Ngoài những thay đổi về ngoại hình thì tay cầm Series còn được cải tiến về khả năng kết nối không dây, khi mà tay cầm bây giờ sẽ gửi tín hiệu thường xuyên hơn đến với console và giảm độ trễ của tay cầm đi. Về khả năng tương thích thì tay cầm Series hoàn toàn có thể dùng để chơi game trên Xbox One và ngược lại, cho nên bạn cứ an tâm nhé. Và đấy là tất cả những nâng cấp về phần cứng của chiếc Xbox Series S mà Microsoft đã tiết lộ cho chúng ta. Và để cho xứng đáng với lại những phần cứng khủng như vậy thì sau đây sẽ là những công nghệ đi kèm giúp cho trải nghiệm game của các bạn trở nên tốt hơn bao giờ hết. Đầu tiên chúng ta phải nói đến chính là công nghệ Ray Tracing. Thì đây là một trong những tiết lộ đầu tiên về Xbox Series của Microsoft dành cho chúng ta vào tháng 12 năm 2019. Với công nghệ Ray Tracing thì mọi hình ảnh, chất liệu, ánh sáng trong game là trở nên chân thực nhất và có chiều sâu. Quả thực, công nghệ này tạo nên một sự thay đổi vô cùng lớn trong trải nghiệm hình ảnh của người chơi.
Mà nếu như bạn chưa biết ray tracing là gì, cách nó vận hành như thế nào, thì bọn mình đã làm một cái video trước đây mà nói riêng về ray tracing, thì mình sẽ để link ở góc phải màn hình cho bạn tiện tham khảo nhé. Thứ hai là khả năng quick resume. Thì khả năng này cho phép bạn có thể chuyển đổi qua lại giữa các game hay phần mềm một cách nhanh chóng, không crash, không phải load game lại, cũng không giật lag luôn. Nguyên tắc của nó là khi bạn bấm chuyển game thì ngay lập tức game sẽ được lưu lại vào SSD ở nền, trong khi màn hình vẫn đang load game mới, và chỉ sau 2-3 giây sau là bạn hoàn toàn vào một cái game khác ngay tại vị trí mà bạn vừa dừng để tiếp tục chơi. Nó hay hơn ở chỗ là hoàn toàn hoạt động tốt cả khi bạn tắt máy hay restart máy, hoạt động trên cả những game của Xbox One và ngay cả khi bạn chuyển đổi qua lại đến tận 5-6 game nhé. Khủng thôi rồi. Và cuối cùng là khả năng xuất hình ảnh chuẩn HDR. Với phiên bản lần này thì Xbox cho chúng ta trải nghiệm hình ảnh chuẩn Full HDR cho game. Như bạn biết thì HDR cho phép cân bằng vùng tối và vùng sáng trong game, giúp chi tiết hình ảnh dù tối hay sáng cũng đều rõ nét hơn rất rất nhiều. Một điểm cộng vô cùng lớn dành cho ông lớn Series X rồi đây. Và đó là tất cả thông tin mình tổng hợp được về chiếc máy Xbox Series X9. Nếu như bạn có bất cứ thắc mắc gì hay là bạn có những thông tin nào mới hơn, lạ hơn thì hãy comment phía dưới cho mình biết nhé. Mình là Phúc, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye. Và các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh YouTube của Halo Shop để xem những video mới nhất.